Ok, tường thuật trực tiếp một cái bữa ăn tối ngày hôm nay của gia đình Rokolovy. Đây, ba đứa đang chờ, chờ yên nhá. Đây là cái lượng hạt mà cái bao màu xanh khi mà ngâm ra, ở đây là hơn 4 lạng hạt một chút. Một đúng một cái hộp chibi này bằng miệng là ngâm nó sẽ nở ra như thế này. Cái bát này rất là to đó. Và mọi người nhìn không nhầm đâu, đây là cơm thừa của cái bữa ăn buổi trưa. Bây giờ cho nó ăn chibi này, thì chibi thì mình đã đảo ngâm vào trong cái hạt này rồi. Đây, mọi người sẽ theo dõi nha, xem cho nó ăn cái thái độ ăn của chúng nó như nào. Đây là cơm này, chia 3 phần này. Cơm này thì mọi người đừng có coi thường cái cơm gạo của chúng ta. Cái cơm của chúng ta nó là một cái thực phẩm tuyệt vời luôn đấy, chứ nó không phải chịu đùa. Siro lên trên đi Siro ơi. Siro, hôm nay ăn ở bên ngoài không ăn ở trong phòng, lên ghế. Không ngồi đấy được nhẹ nhàng, không là khỏi phải chim đi. Cơm của chúng ta nó không phải là chuyện đùa, nó là một cái thực phẩm rất là lành, tuyệt vời luôn, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho ăn mà nó không cân đối, chúng ta cho ăn nhiều cơm quá thì cái con chó nó bị béo chó, nó bị tích mỡ và có thể nó thiếu chất nếu chúng ta không cho ăn những cái thứ khác đâu. Đây là cái mình đã từng nói là gì, từng nói là cái con chó ta ấy, là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể nuôi bằng hạt, trộn với cơm như thế này. Cái hạt có thể với con chó chúng ta coi như nó là cái phần thịt với chúng nó đó, như thế này. Thực ra đây với con rốt thì là mình sẽ đảo, đây là nó còn thừa có từng này cơm thôi, chứ còn nếu không đảo nhiều cơm hơn chúng nó vẫn thích ăn. Đây là phần của mi này, đi ăn đi. Đấy, Siro đang thèm cái này. Đây, Siro vẽ cho Siro ăn trước. Xem nào, cái này không bị lấy một tí nào. Mi ăn đi. Nasi vào trong. Đây, Pila xuống đây. Ok, Pila ăn đi. Nasi vào đây. Đấy, vào đây. Nasi. Nhưng mà Nasi phải quay mông lại. Em muốn là để quay mặt của mấy đứa cơ. Là Nasi xin mông vào đây. Quay mông về đằng này. Đây, xin đây. Rồi nào. Ok, đấy, làm ăn đi. Còn siro nữa. Siro quay mông lại. Đây, qua mặt rồi đồng này. Ok, ăn đi. Đấy, chủ yếu là như vậy. Để mọi người còn nhìn được cái mặt với lại cái thái độ ăn của chúng nó. Chứ còn bình thường thì cho chúng nó ăn là cho chúng nó ăn luôn ở trong siro, là bình thường hay cho siro ăn ở trong chuồng, trong trong cái lồng hàng không. Còn Messi với Pila là hay cho ăn ở bên ngoài, cho nên là Siro là hay bị đây này, kể cả con poodle nhá. Poodle nó là giống chó cực kỳ kén ăn luôn, nó vẫn thích ăn đó. Thì có nhiều người là nuôi con chó các bạn cho ăn rất là ngon, kính thưa các loại đồ ăn, và đồ ăn mình phải nói là đồ ăn ngon, nhưng mà con chó nó ăn ề à, hoặc là nó bỏ bữa, hoặc là nó ăn trọn các thể loại, thì mọi người phải xem lại cái kỷ luật ăn mọi người đã thực hiện nó đã chuẩn chưa, hay là cái con chó cái tiêu hóa của nó có khỏe hay không. Nếu con chó của nó cái tiêu hóa của nó không có khỏe, nó tiêu hóa bị mệt thì nó không thể nào nó ăn ngon miệng được, nó như người chúng ta thôi. Người mà lùi lại, người mà mệt mỏi thì người nó mệt mỏi ở trong người thì làm sao mà ăn ngon được, có ăn rặng rời nó cũng không ngon được. À, rồi lại đi ăn đi, phần của mi đấy. Thêm cho siro thêm nhé, phần của mi lùi lại. Đây, ok. Đây, của mi đấy. Đi ăn phần của mi đi. Cho siro ăn thêm đó. Mọi người sẽ thấy là bữa ăn nó chỉ khoảng, nếu mà mình ngâm cái hạt này cách đây 30 phút này, cái hạt bao xanh này hôm nay ăn đến bao xanh rồi, cái bao hồng hết rồi. Hạt bao xanh thì nó nhanh nở hơn và nó nở to hơn, thì mình ngâm cách đây 30 phút đó. Còn cái thời lượng mà cho ăn ấy thì nó chỉ trong vòng khoảng tầm 3 phút là xong một bữa ăn. Nào Siro, Siro, phần của chị My đây.
không có đứa nào lén phén vào phần của con khác. Rồi kìa, nhạt kìa, anh vẫn còn thấy có hạt cơm thừa kìa. Hả? Có hạt cơm rơi. Tí nữa nha là chúng ta sẽ nhặt, sẽ không còn sót một hạt nào luôn. Những cái hạt cơm rơi luôn. Đây là hôm nay là quay video cho nên các em cũng hơi ngại. Các em không nhặt. Đây là mọi người nhìn cái nền này, có hạt rơi này. Ăn cơm thì hạt nó nhỏ cho nên nó có rơi. Còn ăn hạt thì nó không có hạt rơi được. Đây phần của đồ này nhá. Không. Yên. Để sâu cái phần của Yumi. Yumi, phần của Yumi lúc nãy là cho hơi nhiều, đã cho siro ăn rồi. Nào, siro ra đây. Siro. Siro ra, cho ra siro ra đây vét bát. Không vét à? Thế cho mèo xì vét vậy. Mèo xì lùi lại. Đây. Cho vét bát của chị Yumi. Chị Yumi đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Chị Yumi ăn không hết, chị Yumi cho em. Về cái chế độ ăn của con chó ấy, mình nhắc lại nha, là mọi người mà chăm con chó mà mọi người thấy con chó của mọi người nó kém ăn thì mọi người chỉ cần xem lại hai thứ thôi. Một là cái tiêu hóa của con chó nó có tốt hay không. Cái đấy thì mọi người nhìn qua cái cơ thể của con chó của mọi người, nó có béo tốt, người nó có mỡ màng hay không, và cái phân của nó ra nó có khuôn phân hay không, phân nó có đẹp hay không. Và cái thứ hai nữa là cái đấy là cái về cái tiêu hóa, và cái thứ hai nữa là về cái kỷ luật ăn, cái kỷ luật ăn cho con chó của mình cho ăn nó đúng cách chưa, hay là nó kén ăn là vì cái lỗi sai của chủ cho nó ăn theo kiểu là bữa ăn kéo dài, hoặc là no dồn, đói góp, ăn liên tục, thừa mứa, rồi có lúc thì đói, có lúc thì thừa mứa. Mà đã ăn thừa mứa mấy hôm, mấy ngày liền là con chó thường nó sẽ chán ăn. Hoặc là chúng ta cho ăn cái đồ ăn mà nó không có chuẩn, nó không có... Chúng ta cho nó ăn cái đồ ăn mà nó không có được một cái sự ổn định. Chúng ta cho nó ăn cái đồ ăn nó không có ổn định, nó không có dễ tiêu. Nó xin lên trên ghế không? Để quay video một tí. Nếu mà chúng ta mà cho con chó của chúng ta nó ăn cái đồ ăn mà nó khó tiêu, làm cho con chó của chúng ta nó bị đi ngoài chẳng hạn, thì đương nhiên là cái đường ruột của nó yếu, nó đau bụng, nó này kia, thì nó sẽ kém ăn, nó là cái chuyện đương nhiên rồi. Đó thì, nhưng mà về cơ bản ấy là mọi người chỉ cần có hai thứ thôi. Một là cái sức khỏe, cái tiêu hóa của con chó nó có khỏe hay là không, là nhìn ở cái bộ lông của nó. Nếu mà trong trường hợp con chó nó kém ăn nhé, đấy thì là còn con chó nó ăn khỏe rồi thì mình không nói. Nhưng nếu mà con chó mà nó ăn kém, nó ăn trọn này kia, thì một là chúng ta xem lại ở cái sức khỏe tiêu hóa nó có tốt hay không. Hai là chúng ta xem ở cái kỷ luật ăn, chúng ta đã cho ăn đúng kỷ luật hay là chưa. Thì hai cái đấy là mình đều có cái video hướng dẫn rồi. Về cái kỷ luật ăn, hai mọi người sẽ tìm ở trên kênh. Cái video là cái cách để mà cho con chó ham ăn, hai nguyên tắc để mà cho con chó ham ăn thì mình đã nói ở trong một cái video riêng rồi, mình sẽ không nói lại. Đó. Thì cái thực tế tất cả con chó nhà mình đây, như Messi là đang đợt này Messi đang thay lông. Villa đây. Villa thì sắp đến đợt thay lông. Villa thì vừa mới lên giống xong được khoảng tầm đến hôm nay là Villa lên giống xong được khoảng tầm một tháng rồi, nhưng mà cũng là lên giống, nhưng mà Villa là đến tuổi già rồi là không có lấy giống như Villa. Nhưng mà Villa lên giống thì được khoảng một tháng rồi, lông cũng vẫn còn đang bọng. Mọi người thấy là không phải là ăn nó ngon lành ở đây, còn biết hạt cơm đây nhá. Villa cho này, nhường cho Villa. Ở bên Đức làm gì có cơm mà ăn. Đây, Messi còn hạt đấy. Đây mọi người nhá, kiểm tra này. Kiểm tra bát này. Mọi người sẽ thấy là cái bát nó ăn nó sạch như thế nào. Đây nhá,
là bát này ấy, bây giờ mình để nó mình không rửa, để gọn một chỗ, lát nữa chúng nó lại đi qua đi lại cho lại liếm láp tí là sạch tinh luôn, sạch hơn rửa. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.